Tài Tiếu Tuyệt hân hạnh giới thiệu dòng chung kết của khi gửi đến xoan đào. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường, ta muốn xem toàn thể dung nhan của nàng. Bây giờ hai người sẽ thi vấn đáp. Em xin được lựa chọn kho báu. Thót tim những câu chuyện quanh bàn nhậu cùng các danh hài và khách mời nổi tiếng. Mày nhậu xong 30 là thọ rồi. Ngâm gì thằng Lan, con nào đứt đuôi á, ngâm mới tốt. Không say không về. Tính giùm em 5 chai bia anh. Rồi 8 triệu. Tôi rất là mến vợ bạn. Gặp bà nội của Khánh à. Cái dòng họ gì mà nhậu từ nhỏ tới lớn. Rất là vui. Rất là vui. Rất là thích. Rất là hữu ích. Đón xem Tài Tiếu Tuyệt lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 8 chỉ có trên HTV2. Tôi kêu cô á ra chào nó chứ không phải là ra cười ngã ngửa với nó. Cái trai đó là tương tức liễu hồn với tôi đó. Chiếc hài thất lạc. Tại sao trong phòng cô mà không có dép của cô là sao hả? Ôi trời ơi, sao cậu mang hài của con dâu tôi? Mày, Hiếu, mày ơi, Hiếu. Nàng Vân bỏ trốn. Mày trả nhà cho tao. Bà Hiếu, bà. Cái chuyện gì vậy? Nó, hai người làm gì vậy? Nó lấy vàng của mình. Vàng của các người à? Sáng nhất dưới đáy giếng.